Nếu gia đình bạn có em bé, tham khảo ngay chiếc camera Ranger 2 này. Camera có kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, có hỗ trợ gắn trần thuận tiện cho bạn trong việc lắp đặt. Ranger 2 có hai độ phân giải 3MP và 5MP, khả năng xoay ngang đến 355 độ và quét dọc từ âm 5 đến 80 độ, cho phép bạn quan sát bao quát căn nhà, dù là ngày hay đêm. Giúp bạn trông con 24/7, nhớ khả năng cảnh báo tức thì âm thanh bất thường như là tiếng bé khóc vào ban đêm, tự theo dõi chuyển động của bé trong phòng, tích hợp còi hú báo động khi phát hiện bất thường vào ban đêm. Đàm thoại 2 chiều giúp bạn trò chuyện với con, hạn chế việc con sử dụng điện thoại quá sớm. Bạn có thể thiết lập chế độ riêng tư qua ứng dụng để ẩn đi ống kính, bảo vệ sự riêng tư của bạn khi ở nhà. Với những tính năng trên, có thể nói iMyRanger 2 là một chiếc camera phù hợp với gia đình.